Hi guys. Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn đang luyện thi Flyers về cái phần Reading Writing Part 7. Nếu là bạn cũ, còn nếu mà bạn mới á, thì mấy bạn sẽ là Part 6. 6 hay là 7 thì đều giống nhau về nội dung. Đây là cái part mà khó nhất trong tất cả các phần của Reading Writing. Mấy bạn cũng rất là hay phàn nàn bởi vì cái phần này mấy bạn hay làm sai. Thật ra nó cũng không quá khó như mấy bạn nghĩ. Nếu như mấy bạn nắm chắc ngữ pháp, mấy bạn biết phân tích đề và nắm chắc ngữ pháp thì mấy bạn vẫn có thể làm được. Tổng cộng cái bài này mấy bạn nhìn xem có tổng cộng là 5 câu, 5 questions. Thì 5 câu như thế này cô không hy vọng mấy bạn sẽ làm đúng hết 5 câu, mấy bạn chỉ cần làm 3 hoặc 4 câu đúng là được. Bởi vì khi mấy bạn sai 2 câu hay 3 câu thì mấy bạn vẫn có đủ năm khiên của cái phần reading writing nha. Bây giờ hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái part này một cách cẩn thận để mà mấy bạn có thể biết được cái cách phân tích đề để làm sao cho nhanh và chính xác. Rồi mấy bạn cùng cô làm nha. Ready. Rồi, đây cô phơi rồi ra cho mấy bạn nào. Page 167. Đây là tài liệu cô phô cho mấy bạn rồi đó. Rồi mấy bạn nhìn nha. Part 7. Ok. Part 7, mấy bạn nhìn coi tổng cộng là 5 câu. 5 câu như thế này. Nào, mình vẫn đọc đề ha, mặc dù mấy bạn biết rồi và hiếm khi mấy bạn đọc đề nhưng cũng không sao. Nào, read the story and write the missing words. Hãy đọc câu chuyện dưới đây và hãy điền từ bị bỏ trống đó. Write one word on each line. One word có nghĩa là mấy bạn chỉ có thể điền một từ mà thôi, không không thể hai từ nha, duy nhất một từ. Rồi mấy bạn nhìn cái phần này đi. Cô hướng dẫn mấy bạn làm thì mấy bạn tập để ý nha. Rồi có thể nếu mà đi thi á, mấy bạn không cần đọc những cái phần mà không liên quan, mấy bạn có thể đọc từ cái câu mà có chứa cái phần mà phải điền á. Rồi năm phần example nè. Mấy bạn đọc nào. He wants to be a famous photographer like father, lập 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 father. Anh ta muốn trở thành một cái thợ chụp hình giống như like, ở đây không phải là thích mấy bạn nha. Like ở đây là giống như là hả? Thì mấy bạn thấy father thì mấy bạn sẽ nhìn thấy từ chữ he. Ha, chữ he thì đương nhiên là cha của anh ấy thì mấy bạn sẽ đi với chữ his. Ở đây nó cần một cái từ sở hữu ha, his father. Đây là ví dụ. Rồi mấy bạn nhìn number one nào. One day Jim was in a country. One day. Bây giờ vậy là mình sẽ bắt đầu bằng quá khứ nè. Đó, mấy bạn hãy nhớ. Vậy thì mấy bạn hãy bắt đầu câu chuyện bằng thì quá khứ bởi vì đây là Jim sẽ kể lại một ngày nào đó, một ngày nọ anh ta về quê chẳng hạn, đúng không? Rồi he. Bây giờ mấy bạn thấy câu này mấy bạn điền chữ gì? Cô nhìn thấy chữ sitting. À, cô nhìn thấy chữ sitting vậy thì cô nghĩ đằng trước sẽ có thể là to be mà thôi. Đúng không nào? Hiện tại tiếp diễn hoặc quá khứ tiếp diễn, past continuous hoặc là present continuous. Nhưng mấy bạn nhìn cái cô đã cảnh báo mấy bạn ngay từ đầu đây là thì quá khứ bởi vì đây là câu chuyện mà Jim kể lại cho nên cô sẽ dùng quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn công thức là gì mấy bạn? Past continuous. Công thức là gì mấy bạn? Was hoặc là were cộng cho gì? Verb gì? Verb in, đúng không nào? Đúng không? Vậy thì bây giờ mình đã có verb in chưa? Có rồi, đó là chữ gì? Chữ sitting. Ok, chữ sitting chính là verb in mình đã có rồi. Vậy thì bây giờ mình chỉ có thể chọn was hoặc là were. Vậy dựa vào đâu để chọn nào? À, chủ ngữ he. Nếu số ít là was, số nhiều là were, he là số ít. Vậy ở đây cô sẽ điền chữ gì nào? Was. Cô xong chưa? Ok. Rồi, number two. Number two cô nhìn gì nào? Rồi, cô đọc từ chữ này đi. When suddenly a big black car stopped and a beautiful woman got. À, đột nhiên một cái chiếc xe hơi màu đen lớn dừng lại và một người phụ nữ xinh đẹp. Mấy bạn nghĩ coi. Get gì? À, cái này quá khứ của chữ get, get đó mấy bạn, quá khứ mà. Thì mấy bạn dùng chữ got nhưng mà mình có thể hiểu là get. Vậy mấy bạn get gì? Get
get gì? Get out, ra ngoài ha, bước ra. Cái này không thuộc về ngữ pháp mà nó thuộc về từ vựng, get out, ra, bước ra. Rồi, tiếp, number 3, rất là dễ luôn. Cô thấy chữ gì mấy bạn? Cô thấy chữ look. Thì cô nói mấy bạn look có gì? Look at, look for, và look gì? Look after, đúng không? Có 3 từ thôi. Và chữ look này sẽ đi từ với từ nào thì tùy vào nghĩa của từ đó. Nếu mà nhìn là look at, look for là tìm kiếm và look after là chăm sóc. Nhưng mấy bạn nhìn ở đây xem nó cần một cái nghĩa gì nào? Jim look at her. Oh, cô nói luôn rồi. Vậy là Jim, cô ấy, bà ấy. Thì bây giờ không thể nào mà chăm sóc hay là tìm kiếm bà ấy. Ở đây chỉ là chữ gì? At. Khi bà ấy bước xuống thì Jim nhìn bà ấy, đúng không? Cho nên ở đây cô cần một từ đó là look at. Looked at. Ok. Hey, number 4. Number 4 rất là dễ luôn. Mấy bạn thấy chữ gì nào? Excuse. Mấy bạn còn nhớ excuse gì mà hay sử dụng không? Ví dụ mình xin lỗi ai đó, khi mà mình có lỗi thì mình nói sorry. Nhưng nếu như mấy bạn mà chỉ dạng dạng như mình làm phiền người ta thôi, ví dụ như là excuse me, can you tell me the way to the post office? Ví dụ như vậy ha, thì mình làm phiền ai đó thì là excuse me. Cái này không phải là, nó cũng là thuộc về cụm từ thôi. Nhớ dùng câu excuse me. Number 5, câu cuối cùng nè. Number 5, mấy bạn sẽ thấy là gì? Đọc từ đằng trước đi, có vẻ tốt hơn đó. Jim took the photo and ran home. Jim chụp tấm hình và chạy về nhà. Rồi, he showed it. Show it. Thì mấy bạn nghĩ coi chữ gì? It ở đây chính là chữ gì mấy bạn? Chữ photo. Show it là có là đưa nó cho hoặc cho ai đó xem cái tấm hình. Vậy là show it đi với chữ gì mấy bạn? To show something to somebody. Show it to his father là đưa nó cho ba của anh ta xem, đưa cái tấm hình. Mấy bạn thấy sao? Không khó lắm đúng không? Rồi mình tiếp bài nữa nha. Rồi, cũng vậy, bây giờ mấy bạn nhìn coi. Cô không đọc ví dụ, cô sẽ làm nhanh ha. Mấy bạn nhìn xem. Rồi, number 1, in the garden. Thôi, mình muốn làm câu này mình phải đọc từ ví dụ thôi. Mom, dad and I went. Ngay từ đầu cô đã biết đây là gì thì quá khứ rồi. Chữ went là quá khứ của chữ gì mấy bạn? Go. Vậy là câu chuyện này là câu chuyện kể lại, cho nên dùng thì quá khứ. Mommy, daddy and I went to, went thì đi với to đúng không? A castle yesterday, đây chữ yesterday thêm một cái keyword để cho mấy bạn biết đó là quá khứ rồi. Vậy hãy nhớ khi chia động từ, hãy nhớ về quá khứ cho cô nha. Rồi, in the garden, saw some beautiful flowers. Vậy ở đây mấy bạn thấy đây là gì? Động từ. Động từ. Vậy thì đằng trước nó phải có một gì mấy bạn? Chủ ngữ. Động từ. Vậy thì thiếu chủ ngữ đằng trước nó. Vậy đằng trước là chủ ngữ thì có I, we, you, they, he, she, it. Mấy bạn chọn từ nào? Mấy bạn chọn từ nào đây? Vậy mấy bạn nhìn coi mommy, daddy and I, ba người lận, cho nên mấy bạn sẽ chuyển nó thành chữ gì nào? We, đúng rồi, chúng tôi. Đúng không? Không thể nào mà ai được, bởi vì có ba mẹ nữa, có mommy, daddy, cho nên sẽ là we. Được chưa? Rồi, in the garden we saw some beautiful flowers. Ở ngoài vườn chúng tôi đã nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp. Rồi mấy bạn thấy chữ to ở đây nữa nè. Chúng tôi muốn nhìn vào bên trong lâu đài nữa. To và là cũng thì nó thường hay đi với chữ and, bởi vì nó sẽ kết nối hai cái ý này lại với nhau. Trong vườn chúng tôi đã ngắm những bông hoa xinh đẹp và chúng tôi cũng muốn đi vào bên trong lâu đài nữa ha. Cho nên ở đây có chữ to để kết nối hai ý tương đương nhau thì mấy bạn dùng chữ and. Ok, and. Rồi,
Dad told me about. Dad told me about flag on the castle. Flag là cái lá cờ. Cha đã kể cho tôi nghe về cái lá cờ trên lâu đài. Ở đây mấy bạn thấy hầu như là đủ hết rồi, flag cũng đủ rồi. Vậy thiếu cái gì mấy bạn? Thiếu mạo từ để xác định từ flag. Vậy ở đây cái lá cờ này có xác định chưa? Có, xác định lá cờ trên lâu đài chứ không phải một cái lá cờ nào khác. Cho nên ở đây cô dùng chữ gì? The. Ha, cha đã kể cho tôi nghe về cái lá cờ trên lâu đài đó. Nó như thế nào nào? This always flies. This always flies. Nó luôn luôn, chữ flies này á là nó đã chia rồi mấy bạn nha. Bởi vì số ít là chữ this nè, cho nên chia là khi động từ tận cùng là y dài, muốn chia động từ thì biến nó thành y ngắn rồi mới thêm es. Cho nên nhiều bạn hỏi cô ơi chữ này chữ gì? Đơn giản thôi, từ chữ fly mà ra là bay. Nó luôn luôn bay. Lặp lặp lặp. The queen is in the castle. Nữ hoàng ở trong lâu đài. Vậy mấy bạn đoán có nghĩa. Cái này nó không thuộc về grammar, nó thuộc về nghĩa của từ. Vậy mấy bạn nghĩ cái từ nào hợp? Cái lá cờ đó luôn luôn bay khi mà có nữ hoàng ở trong lâu đài. When. Ok chưa? Chữ when thì hợp nhất. Khi có nữ hoàng trong lâu đài thì người ta sẽ kéo cờ lên đó. Rồi, we waited for a long time but we never saw her. Chúng tôi chờ rất là lâu nhưng chúng tôi không thấy bà ấy. Rồi, ai? Đây là chủ ngữ ha, subject nè. Rồi, đây là gì? Adjective, tính từ. Vậy thì câu này mấy bạn thấy nó thiếu cái gì nào? Cực kỳ quan trọng luôn. Chủ ngữ thì phải đến gì nào? Động từ. Vậy thì câu này thiếu động từ. Đúng không nào? Câu này thiếu động từ. Vậy thì mấy bạn xem coi có bao nhiêu động từ. Rất 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 là nhiều động từ. Nhưng cô biết chữ xá là tính từ. Vậy thì ở đây chỉ có thể là động từ to be. Mà động từ to be thì mấy bạn nghĩ coi có mấy từ? Amia, was, were. Và ngay từ đầu cô đã nói với bạn đây là quá khứ. Vậy thì cô chỉ có thể chọn was hoặc là were. Nhưng ai là số ít? Vậy cô chọn gì nào? Was. Vậy dễ hay khó? Không khó đúng không? Cái vấn đề là mấy bạn nhìn không ra thôi. Ok ha. Rồi mấy bạn xong cái bài trang 168, 168. Rồi mấy bạn sang một bài khác nữa nào. Rồi. Bài này. Rồi, I had. Lại là quá khứ ha, này kiểu như nhật ký vậy đó bạn. The 10th August, ngày 10 tháng 8 ha. I had a very interesting day today. Tôi đã có, bạn này viết nhật ký lại nè. Tôi đã có một cái ngày rất là thú vị. Vậy là thì gì mấy bạn? Đây nè, mấy bạn thấy chữ had không? Là quá khứ của chữ have, đúng không? Thì quá khứ, vậy nhớ dùng cô. Khi mình chia động từ còn lại thì mình phải để tâm cho cô đó là thì quá khứ. Ok chưa? Rồi, lại là went nè. I went to see my friend Sarah. Went to see, go to see ha. Là đi thăm ha. Rồi, thì quá khứ. Rồi, I decided. Decided. Mấy bạn rất hay hỏi cô. Cái chữ decided hỏi hoài mà cũng không bao giờ nhớ. Quyết định ha. Quyết định, động từ decide. Nhưng mà ở đây mấy bạn thấy có ed quá khứ thôi. Rồi, decided to take my new bicycle. Rồi, tôi sẽ đi bằng chiếc xe đạp mới. But when I, mấy bạn nhìn thấy đây là verb in, đúng không? Đây là verb in, ride, riding. Từ gốc của nó là chữ ride nè mấy bạn. Cởi xe đạp, bây giờ biến thành verb in. Vậy thì cô từng nói với mấy bạn nếu như là verb in, đúng không? Thì đằng trước chỉ có thể là gì? Chỉ có thể là to be, đúng không? Nếu là hiện tại thì amia cộng verb in, nếu quá khứ là was were cộng verb in. Vậy thì cô đã nhắc mấy bạn thì quá khứ chưa? Vậy thì mình bỏ amia được rồi, bây giờ mình chỉ nghĩ tới was hoặc là were. Nhưng chủ ngữ là gì nào? I. Vậy thì mình sẽ chọn was, ba chữ. Ok ha. Rồi, number 2. I look up, tôi nhìn lên, and, was là quá khứ nè, là động từ to be đó. Vậy thì đằng trước thiếu chủ ngữ, động từ mà đằng trước bỏ trống thì chắc chắn đó là chủ ngữ.
chủ ngữ, nhưng mà ở đây là chủ ngữ giả cơ. Mấy bạn có cần có từng nghe cô nói hơn là gì? Nếu như am, e, are, was, were mà đằng trước bỏ trống thì mấy bạn hãy thường nghĩ đến chữ gì mấy bạn? There. Nhớ chưa? Am, e, are, was, sorry không phải am mà là is, are, was, were mà đằng trước bỏ trống thì thường là chữ gì? There. Nghĩa là gì mấy bạn? Có ha. Vậy thì đằng trước này á, chữ was này, nếu như hồi nãy cô nghĩ đó là chủ ngữ là I, we, you, they, he, she, it thì không ổn chút nào, bởi vì nghĩa của nó ở đây là có thì đúng hơn. Ví dụ như tôi nhìn lên và có một con vẹt màu xanh xinh đẹp, vậy thì có ở đây là chữ there was, nhớ chưa? Is, are, was, were đằng trước bỏ trống thì mấy bạn hãy nghĩ nhiều đến chữ there, có. Rồi, number 4. Hello, when I left, it followed. When I left, khi tôi bỏ đi, khi tôi bỏ đi thì nó ở đây là con parrot ấy mấy bạn, nhớ nha. Khi tôi bỏ đi, follow. Follow là gì mấy bạn? Theo sau. Follow là theo sau. Khi tôi bỏ đi thì nó theo theo tôi, đúng không? Tôi bỏ đi thì nó theo tôi, từ chữ I mà ra. Bởi vì đây là động từ, đằng sau cần một tân ngữ của I chính là me. Ok. Khi tôi bỏ đi thì nó đi theo tôi. Rồi, number 5. It is in my bedroom now. Bây giờ thì nó ở trong phòng ngủ của tôi đó. And I hope it can stay. Chữ stay là gì mấy bạn? Ở. À, tôi hy vọng. Hope là hy vọng. Tôi hy vọng nó có thể ở. Stay thì phải stay with. Vậy thôi. Ở cùng với chúng tôi. Rồi, mấy bạn đã finish. Đã xong. 100, page 169. Rồi, mấy bạn xong được 3 bài rồi đó. Rồi, mình sang thêm một bài nữa nha. Rồi, mấy bạn nhìn cái example nè. Sarah Grant's mother lives on a farm in the country a long way from the nearest town. Wow. She has cow, sheep and a horse and a very big vegetable garden. Sarah loves visiting her and she goes every Saturday. In the morning, she helps her grandmother too. Too. Vậy thì mấy bạn nhớ giùm cô nha. Sau to phải là một động từ nguyên mẫu. Sau to phải là một động từ nguyên mẫu. Và bây giờ mấy bạn thấy chữ cheese là phô mai. Vậy thì mấy bạn thấy cái động từ nào đi với cheese được? Ăn cheese hả? Eat cheese. Không, help là giúp đỡ mà chẳng lẽ giúp bà ăn phô mai. Đúng không? Không thể nào. Vậy mấy bạn nghĩ tới động từ gì? Cheese thì để có ăn phô mai, làm phô mai, đúng rồi. Bây giờ chỉ có chữ make mà thôi. Cô nói với mấy bạn gì nào? Sau to phải là động từ nguyên mẫu, cho nên chữ make này sẽ viết nguyên mẫu như thế này. Make cheese là làm phô mai, giúp bà làm phô mai. From the sheep's milk and in the afternoon he rides the horse. Sarah lập. À, mấy bạn thấy Sarah là subject rồi. Goes là động từ rồi. Có subject, có động từ rồi. Vậy mà còn bỏ trống mới ghê chứ. Vậy mấy bạn đoán xem là sẽ có từ gì? À, mấy bạn sẽ không nhìn ra đâu. Cô sẽ giúp mấy bạn nhìn ra nào. Rồi, mấy bạn nhìn xem. Ở đây, goes là động từ thường. Vậy chắc chắn ở đây cô nghĩ nó phải thiếu trạng từ. Ha. Hoặc nếu không, mấy bạn đọc tiếp nào. But, sometimes, grandmother's old car doesn't start. Sarah về nhà vào tối chủ nhật vào mỗi tối. Sarah về nhà mỗi tối thứ bảy, nhưng mà thỉnh thoảng thì cái xe hơi cũ của bà lại không đi được, không chạy được. Vậy thì mấy bạn nghĩ xem, thỉnh thoảng xe hư, vậy thì sẽ chữ sometimes gợi ý cho mấy bạn đây là một trạng từ chỉ mức độ thường xuyên. Sometimes là khoảng 40%. Vậy thì
chữ còn lại khoảng 60%. Vậy tràng từ chỉ mức độ thường xuyên, adverbs of frequency, thì mấy bạn sẽ nghĩ tới cái từ nào mà khoảng 60%? Often. Đúng rồi, often, 60%. Vậy là Sarah thường về nhà vào mỗi tối thứ bảy, nhưng mà thỉnh thoảng xe hơi của bà bị hư ha. Vì thế then, cho nên she waits Sunday morning, sáng chủ nhật. Vậy thì mấy bạn sẽ nghĩ tới gì? Chờ cho đến until, chờ cho đến, cô ấy chờ cho đến sáng chủ nhật. He goes and she goes home. Đây, bus, mấy bạn thấy bus không? Cô đã nói rồi, đằng trước các phương tiện xe cộ thì mấy bạn phải dùng chữ gì nào? By ha, by train, by car, by airplane, by ship, by boat, by motorbike, by bike, by bus, by taxi. Ok. Vậy thì là một câu chuyện liền mạch luôn ha. Vì thế cô ấy phải chờ cho đến sáng chủ nhật để về nhà bằng xe bus. Không có liên quan tới ngữ pháp nhiều. Rồi, number 5. One Sunday, một ngày nọ, the bus did not come. Xe buýt không đến, and Sarah had. À, mấy bạn còn nhớ không? Had là quá khứ của chữ gì? Have. Và đây là gì mấy bạn? Động từ nguyên mẫu, verb base. Vậy mấy bạn đoán coi thiếu chữ gì nào? Rất rõ, chữ to, đúng không? Cô từng nói với mấy bạn công thức là gì? Had nè, quá khứ đó. Còn have hoặc là has. Cái này là hiện tại ha. Cái này là gì? Quá khứ. Rồi, và sau đó sẽ là chữ gì mấy bạn? To. Và sau đó nữa là một động từ nguyên mẫu. Thì cái này có nghĩa là gì mấy bạn? Phải. Từ giờ mấy bạn không thấy. Sorry nha. Rồi, cô nói lại. Mấy bạn còn nhớ cái công thức không? Nếu như chữ ba chữ này là has, nếu là quá khứ hiện tại là have hoặc là has. Hiện tại ha, còn quá khứ là has. Sau ba chữ này sẽ là chữ to, rồi cộng cho động từ nguyên mẫu ha. Động cộng cho động từ nguyên mẫu thì cái cấu trúc này có nghĩa là gì? Phải làm gì đó, hoặc là đúng rồi, phải làm gì đó. Cho nên mấy bạn nhìn thấy câu số 5 không? Chữ has nè, quá khứ nè, rồi tới động từ right là động từ nguyên mẫu, về đằng trước của đường chữ ở giữa của đường chữ to là đúng rồi. Sarah phải cởi cái con ngựa của bà để về nhà. Đúng không? Phải cởi, nói chung là miễn cưỡng đó. Rồi, được chưa? Mấy bạn có nhớ công thức không? Rồi, mấy bạn đã xong page 167. Rồi, mình thêm một bài cuối cùng nữa nha. Rồi, bài này. Nào, Harry, hình minh họa cũng chả liên quan gì mấy. Harry is a pilot. Hiện tại mấy bạn ơi, nếu mà cái này là hiện tại thì hãy để ý cho cô, có thể những cái động từ phía sau là hiện tại ha, mình đặt vô hiện tại. Này giống như là nói về sự thật đó. He was at the airport. Anh ta làm việc ở một cái sân bay, đương nhiên rồi. Ha, which cái mà, nó chính là chữ airport, nó ám chỉ chữ airport mà ra cái mà là cái airport đó, cái sân bay đó, near the city. Near the city. Vậy thì mấy bạn thấy cái này thiếu gì rồi? Động từ. Anh ta làm ở một cái sân bay cái mà gần thành phố. Which. À, vậy which chính là airport. Mà airport là số gì mấy bạn? Nhìn coi có một cái cho mấy. Cho nên ở đây thiếu động từ. Thì cô sẽ dùng chữ gì? Is. Số S, bởi vì một cái airport. Mấy bạn không thể nào có nghĩ tới cái động từ nào khác được ha. Cái mà. Cái thì mà, cái là cái mà gần cái thành phố đó. Rồi, every day he gets up at 6 o'clock, and cô thấy chữ uniform. Uniform là đồng phục. Vậy mấy bạn nghĩ xem cái loại quần áo thì phải đi với động từ gì nào? Mặc đúng không? Mà ở đây mặc mấy bạn đừng có nghĩ đến chữ wear nha, bởi vì ở đây có chữ on cho nên không thể nào wear được. Put on, đúng không? Mặc vào, put on. Put on, viết như thế này đúng không nào? Chưa đúng, vẫn bị sai. Sai gì nào? Mấy bạn nhìn xem, ở trên này chữ S người ta có động từ, ở chữ guess người ta có động từ, thấy không? Bởi vì chủ ngữ là he,
Mình đang chia động từ, có nghĩa là mấy bạn đã tìm được động từ nhưng mấy bạn lại không chia động từ thì vẫn không đúng, vẫn không có điểm. Cho nên hy là số ít, động từ phải có s hoặc là es, như vậy mới đủ điểm. Push on. Phức tạp ha. He wears nè, đây là mặt nè. Đó, có chữ s nè. A white hat, a blue jacket. A white hat, a blue jacket and trousers. Bây giờ ngoài chữ and đó cô không có nghĩ ra được cái từ nào hết. À, anh ta mặc một cái, đội một cái nón trắng, một cái áo khoác màu xanh và quần 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 xanh đó, áo và quần màu xanh. Ok. Rồi. When he arrives at work, he tests everything on the plane and then says say hello everyone, say to ha. Nói thì nói với ai đó, say to. Say thì đi với to, say hello to everyone. Chào, nói xin chào với tất cả mọi người. Say hello to everyone, say đi với to. Number 5. He also like visiting different countries. This year he. Rồi, bây giờ đằng trước cô không đọc cũng được, nhưng mà cô đố mấy bạn chữ này là chữ gì nè. Nhiều bạn không nhận ra, bởi vì mấy bạn không nhớ động từ bất quy tắc, the irregular verb. Cái bảng động từ bất quy tắc, đây là cột thứ 3 của chữ gì nào? Fly. Cột thứ 3, thứ 2 là fly, flew, flown. Fly, flew, flown. Đây là cột thứ 3. V3, này là chủ ngữ rồi nè. Rồi, V3 và có chủ ngữ rồi thì đằng trước thiếu gì? Khi động từ là V3 hoặc là VED. V3 hoặc là VED thì đằng trước chỉ có thể là have. Hoặc là gì? Has. Đây là công thức của hiện tại gì mấy bạn? Hoàn thành. Present perfect, hiện tại hoàn thành, đúng không? Vậy thì đây cô sẽ thiếu một là have hoặc là has. Chọn cái nào? Chọn has, bởi vì chữ gì? Chữ his là số ít, cho nên cô chọn has. Khó không? Không khó lắm đâu nha. Rồi, we finish page 171. Ok, chúng ta đã xong trang này rồi, thì lần sau cô sẽ tiếp tục trang những trang còn lại nha. Ok, goodbye, thank you.